on your laptop, turn on your TV, or turn on your mobile phone to learn with me. Nice to see you. Now, what are we learning today? Today we continue Unit 10, He's Sleeping. Last time we learned about present continuous. Have you copied the verbs? Em đã copy những cái verb mà biết nói chưa? Okay, now you can see we will watch a video and Miss Han will ask you some questions. Here we go. It's a beautiful park. Where are they? Are they at home? Are they at school? No, they aren't. They're at a park. Repeat after me, please. They're at the park. Nice. Go on. Look at the sky and trees. What are you doing, Jinzu? I'm drawing trees. I'm drawing trees. Repeat. Okay, so tell me, what's he doing? Yes, he's drawing trees. He's drawing trees. Em nhớ lặp lại theo Miss nha, tập nói nhiều lên. Trees are good. Good. Yes, I like trees. What are you doing, Sally? I'm jumping. I'm jumping. Jumping. What's she doing? Nice. She's jumping. Jumping. Good job. Wow, you're jumping high. A fire. Wow, a big fire. Now, come to the fire, everyone. What are they doing? They are dancing. What are they doing? They are dancing. They are dancing. Or we can say, they're dancing. They're dancing. Nice. They are good dancers. Good dancers. That's right. Let's dance together. Yeah. Ha ha ha! What is she doing? What is she doing? What is she doing? Or we use the short form, what's she doing? What's she doing? Is she eating? No, she isn't. So what's she doing? Shh, she is sleeping. Shh. Let's role play. Okay. So, can you answer my questions? Em có trả lời được câu hỏi của Miss không? Những câu hỏi của Miss không? Good job. I'm sure you can do that. Miss chắc chắn là các em đều trả lời được hết á. Okay, bye bye the video. Now, it comes to the skills time. And in this skills time, we learn about reading skill. Reading skill. Now, check out your student book. It's page 72. 72. Yeah. Ready, everyone? Now, let's look at the pictures. We have three pictures, 1, 2, and 3. Who can tell me what are they doing in picture 1? What are they doing in picture 1? Yes, they're cleaning the house.
They're cleaning the house. Họ đang dọn dẹp nhà cửa đúng không nè? How about this one? What are they doing? You see the purple áo dài? Okay, so they're buying clothes. They're buying clothes. Or we can say they're buying a purple áo dài. Mình có thể nói là họ đang mua quần áo hoặc là họ đang mua một cái áo dài màu tím. Okay, got it. The last one. What are they doing? What are they doing? They are cutting the bánh trưng and bánh tét. Okay, the bánh trưng and bánh tét. Or they are making. Họ đang làm bánh trưng and bánh tét. All right. This is for reading skills. So first we have to look at the task. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải nhìn vào cái nhiệm vụ ngày hôm nay chúng ta phải làm gì đối với bài đọc hiểu. Now, let's move on to the task. We have to write. Write what? Number one, who is Nga helping? Who is Nga helping? Who? The question word is who? What does who mean? Khi mình muốn hỏi về một người nào đó, ai đó, thì mình sẽ dùng who. Helping, you know helping? Help means giúp đỡ. Who is Nga helping? Nga đang giúp đỡ ai vậy? She's helping her mom and dad. How do we know she's helping her mom and dad? Làm sao chúng ta biết được là cô ấy đang giúp mom với dad đấy? Đó là chúng ta phải dựa vào cái information ở trong cái bài đọc này đây. Vậy thì luôn luôn chúng ta phải read through the text. Chúng ta phải đọc qua cái bài thì chúng ta mới làm được cái nhiệm vụ đọc hiểu mà người ta yêu cầu. Ok? Instead of reading, I'll give you the audio file so that you can practice speaking at home. Okay? Thay vì chúng ta chỉ đọc thầm thôi, thì mình sẽ cung cấp cái audio cho các bạn, cho các em để các em có thể luyện nghe và luyện nói thêm ở nhà nữa nha. Alright, let's go. Listening 113. Listen and read. Dear Kim, how are you? We're very well. We're getting ready for Tet holiday. My brother and I are helping mom and dad. We're cleaning the apartment together. Look at this photo. I am with my mom and Aunt Tom. We are choosing new clothes for the coming year. I like this purple. Yay. We are getting ready for a party to celebrate Tet. Look, we like the white invitation with red letters. What do you think? And here, we're making bánh trưng. My brother likes the little cake. I like the big cake. Right soon. Love from Nga. Right. So there are four pictures. There are four pictures and there are four paragraphs. Talk about the pictures. Có bốn bức tranh và có bốn đoạn văn nói về những cái sự việc mà liên quan tới bốn cái bức tranh này. Đúng chưa? Khi mà chúng ta đã đọc qua rồi thì trong đầu chúng ta sẽ nhớ là mình sẽ nhớ mang máng cái thông tin này nó nằm ở đâu? Rồi. We go back to number one. Who is Nga helping? Nga helping. So which paragraph talk about this? Đoạn nào nói về cái này? Look. Use your pencil. Skim for the information. Okay? Now, how are you? We're very well. We're getting ready for third holiday. My brother and I are helping. Can you see the verb helping here?
À, mình đã thấy được cái keywords ở đây là helping. Vậy thì mình phải read this sentence carefully. Mình phải đọc cái câu này sau đây thật là cẩn thận. My brother and I are helping mom and dad. Mom and dad. Hồi nãy mình đang tìm who, ai, người nào. Và bây giờ mình đã tìm ra được who rồi, đó là mom and dad. À, Miss muốn các bạn pick up your pencil. Circle mom and dad. Vòng tròn mom and dad lên cho Miss nào. Ok, done. Ok, good job. Next, we move on to number 2. Now let's read the questions with me. Cùng đọc câu hỏi với Miss nha. Nhớ nha, ở nhà cùng đọc với Miss. What is her aunt's name? Again. What is her aunt's name? Okay, what are we looking for? We are looking for her aunt's name. Chúng ta phải tìm tên của her aunt. Rồi, her name's. Nãy mình tới đâu rồi ta? Tới đây đúng không? Giờ mình tiếp tục nha. We're cleaning the apartment together. Have you found the information? Not yet. Chúng ta chưa tìm thấy đúng không? Moving on. Look at this photo. I am with my mom and aunt. Tom. Aunt. Can you see it? Aunt. So what's aunt's name? Tom. I will say Tom here. All right, circle and time for me. Circle. Done? Good. So what should we write here? Yes, we write time here. Okay, em nhớ phải viết capital letter nha. Viết chữ tên thì phải viết in hoa nha. Chữ cái đầu tiên phải viết hoa, sorry. Okay, number 3. Now, read with me. What color is Nga's áo dài? Again. What color is Nga's áo dài? Which paragraph talk about áo dài? Yes, paragraph 2. Đoạn số 2 đúng không? Mình có tranh nè, giúp mình biết nè. Và nãy mình cũng đọc rồi đúng không? Này, start here. We're choosing new clothes for the coming year. I like this purple áo dài. Áo dài. What color? Purple. Okay, pick up your pencil. Circle. Purple. Áo dài. Who's done? Nice. So, it's purple. It's purple. Okay, nếu mà em nào mà thấy Miss nói nhanh quá, mình theo không kịp thì làm sao? Mình cứ pause cái video lại rồi mình replay the video. Rồi mình xem lại. Ha, rồi để khi nào mình hiểu và mình ghi vô nha. Number 4. What color are the invitations? What color are the invitations? There, and so how many colors has it got? Sorry. Have they got? Invitation này có mấy màu tất cả đây? Em nhìn ở đây nè. There, and so how many colors? Two colors. Invitation này phải có hai màu lận. Now we have the picture here. Look at the picture. What color can you see? I can see red and white. Đúng không nào? Nếu mình nhìn tranh thì mình sẽ thấy nè. Còn cái yellow này thì nó có ít thôi thì mình sẽ không nói tới ha. Mình nhìn cái màu nào mà nó chiếm nhiều nhất. Rồi, nhưng mà mình vẫn nên đọc lại. Okay. We are getting ready for a party to celebrate that. Look, we like the white invitation with red letters. Can you find the colors? What colors can you find? Yes, first one, white. And the key word here is invitation. Okay. Right, circle white with red letters. Circle red. So we write there white and red. Vậy thì các bạn sẽ hỏi Miss. Miss ơi, bây giờ con viết red and white được không? It's okay. Được hết, không có sao cả. Now, number 5. What cake does Nga's brother
Like, once more. What cake does Nga's brother like? He likes the cake. So which paragraph is about a cake? Of course, the last paragraph. Đoạn cuối cùng đúng không nào? And here we're making bánh chưng. Ở đây họ bỏ dấu đi vì họ viết theo kiểu của tiếng Anh đó. Nhưng mà các bạn biết cái bánh chưng như tiếng Việt vì đây là tiếng Việt mà ha. My brother likes the little cake. I like the big cake. So what's the answer? Big cake? No, this is about Nga. Nga said, I like the big cake. Tại sao Miss biết đây là Nga vậy? Bởi vì đây nè, love from Nga. Khi mình viết một cái mail đúng không? Một cái email thì cái tên của mình sẽ viết ở phía dưới. Thì đây là Miss biết là cái mail này là của bạn Nga. Và bạn Nga writes to Kim. À, bạn viết cho bạn Kim đó. Nhớ nha. Alright, so what's the answer? The question is about Nga's brother. So this is the answer. My brother likes the little cake. So circle little. Little, we need the adjective. Mình cần cái tính từ này. He likes the little cake, not the big cake. Okay, we done reading. Okay, mình xong rồi đó. Mình xong bài reading rồi đó. Is it difficult? Có khó không nè? It's not difficult at all. Chẳng khó chút nào hết đúng không? Miss Sun help you. Miss Sun đã giúp cho các em làm rồi đó. Các em nếu các em chưa có kịp và chưa có hiểu rõ thì mình cứ mở lại video nha. Để mình học nha. Okay. Now, I will correct the listening task for you. Bây giờ Miss Sun sẽ sửa cái phần nghe hôm bữa của mình nè. About Tết holiday, right? Okay, we have a long Tết holiday. Listen and number. Number one here. All right, now, listen. Listening 114. Dear Kim, now I have the photos of our Tết holiday. Ooh, so you know who's saying? Em biết ai đang nói không? Yes, that's Nga. Can you hear? Dear Kim. Đó, bạn Kim đó, hồi nãy mình đọc cái mail bạn viết cho bạn Kim đó là Nga viết đúng không? Bây giờ là Nga tiếp tục nói về cái Tết holiday của Nga nè. Đúng không? One. In this picture, my Aunt Tom is eating the bánh chưng. In this picture, my Aunt Tom is eating the bánh chưng. The bánh chưng and eating. So we choose this picture for number one. She likes it very much. She likes it very much. Likes it. She likes it very much. Two. Two. Here are my mom and dad. Mom and dad. Which picture? Yeah, mom and dad. Đó, mình đã nghe được một thông tin rồi đó, là mình có thể chọn được rồi đó. Nhưng mà để make sure, để chắc chắn thì mình sẽ listen more. Nghe thêm nữa ha. They are singing. They are singing. They are singing. They are very happy. Are they happy? Yes, they are very happy. Very happy. So number two, mom and dad. Three. Three. This is me. I'm wearing my new purple. This is me. I'm wearing a new purple áo dài. Okay, purple áo dài. Miss Sun is wearing a green and yellow áo dài, not purple áo dài. But here, Nga is wearing a new purple áo dài. So this is number three. Got it? Have you got the correct answer? Nice. Number four. Four. Here is my brother. He's eating mangoes. Brother. You hear brother?
eating mangoes. He's eating mangoes. Okay, we finished listening. Have you got 4 correct answers? Of course, of course. Chắc chắn rồi, đúng không? We go to your workbook. Open your workbook, please. Miss Han help you to do some exercises too. Này, Miss Han sẽ giúp các bạn làm những cái bài tập còn lại luôn nha. Listen carefully. Workbook. All right. Yeah. This is an email from whom? Email này là của bạn nào viết đây các em? Who can tell me? Nga wrote a letter to Kim. And now Kim replies her email. Bạn Nga viết cho bạn Kim một email. Thì bây giờ bạn Kim viết lại cho bạn Nga, đáp lại, hồi âm lại. Okay? Can you see Dear Nga here? Yes. And this is love from Kim. See it? Okay, let's look at the reading task. Các em thấy không, Miss Thanh luôn luôn quan sát. Coi cái text nó là cái gì đã. Sau đó Miss Thanh làm cái gì? Miss Thanh nói các em phải nhìn vào coi hôm nay cái dạng bài tập đọc hiểu của mình là cái gì. Read the email again. Right. It's the same as the one in the student book. Giống với cái bài tập chúng ta vừa mới làm trong student book. Vậy thì chúng ta theo cái cách thức đó chúng ta làm thôi. Ok, go. Let's read with me. Chúng ta sẽ đọc chậm ha, để các em nghe và các em sẽ tập nói ở nhà nha. Dear Ngã, thank you for your email. You know email? Là thư điện tử. Bây giờ chúng ta hay viết trên máy tính. Chúng ta không còn viết thư letter ra giấy nữa ha, paper letter nữa. We are all very well. We are all very well. Chúng ta rất là khỏe đó. Mọi người rất là khỏe mạnh. Tức là bạn Nga, bạn Kim đó là mọi người trong gia đình bạn Kim á, rất là khỏe mạnh. I like your purple áo dài. Enjoy the party. Enjoy the party. Khi chúng ta nói cái câu này nè, tức là chúng ta chúc cho ai đó. Ví dụ như đây là party, là bữa tiệc đúng không? Thì mình chúc cho mọi người có một bữa tiệc vui vẻ. Ok? Enjoy the party. Here is my news. News. Tin tức. Đối với những cái từ mới mới dành cho các bạn nghĩa đó, thì các bạn hãy nốt nó vào. Các bạn underline cái words đó và các bạn viết tiếng Việt lên trên. Nhớ không? Nhớ cách mới dành chỉ trên lớp không? Ví dụ news nè. Các bạn sẽ gạch trên chữ news. Các bạn cầm pencil, các bạn viết lên là tin tức. My aunt and her baby are guests at our house. The baby is a boy and he is 9 months old. Here the baby. How old is he? Yes, he's 9 months old. His name is Minh. What's his name? Yes, his name is Minh. He's little and he has black eyes. Look at him. Can you see his black eyes? And he's little. Okay. He has a lot of hair. Look at his hair. His hair. He has lots of hair. Here is a picture of baby Minh. All of my family is very happy. Love from Kip. Đó, cuối thư mình hay nói như vậy ha. Love from Kim. Ok, nào. Number 2. How old is the baby? The baby is months old. How old, remember? How old is he? Yes, here. Mình cũng lia cái pencil ha. Lia cái pencil nãy mình đọc rồi thì mình nhớ mang máng nó nằm ở đâu nè. Mình dò lại. Baby. 9 months old. Circle 9. This is the answer. 9. So we write 9 here.
Okay. Done? Yes, number three. Now read with me, read the question with me. What's the baby's name? The baby's name is the baby names. Mình, circle mình and write it here. Right, easy. Number four, what color are the baby's eyes? What color the baby's eyes? The baby eyes? He has black eyes. So what should we write here? Ở đây họ chỉ cho mình có the baby's eyes thôi, mà chưa có to be are nè. Mình phải nói là the baby's eyes are black. The baby's eyes are black. Mấy em chú ý đến nha, Miss chỉ mũi tên vô cho mình nha. Bởi vì đang nói về màu sắc thì phía trước màu sắc chúng ta phải dùng động từ to be. Nhớ to be nha. À, to be mình dùng phía sau là tính từ. Right. Are black. Got it? Right. The last one, number five. How does Kim's family feel? Again, how does Kim's family feel? Feel, cảm thấy. How, như thế nào? How means như thế nào? Feel means cảm thấy. Đó, biết cho cái từ nào đó. Mình chưa biết thì mình phải ghi chú vô nha. Kim's family. À, mình nói là feel là cảm thấy như thế nào. Chắc chắn mình phải tìm một adjective. Mình phải tìm một tính từ mà nói về emotions, về cảm xúc, về feelings. Ok? So, family here. All of my family is very happy. Is very happy. So, Kim's family is very happy. Circle is very happy and write them here. All right, we finish it. Chúng ta lại hoàn tất một bài nữa rồi đó. It's not difficult at all. Không khó một chút nào hết. It's easy if you read the text carefully. If you read the questions carefully, you can answer all of them. Okay? Nếu chúng ta đọc kỹ bài, nếu chúng ta đọc kỹ câu hỏi thì chúng ta sẽ trả lời được bài hết. Những cái từ mới mà hồi nãy Miss cho đó, thật ra thì nếu các em không biết cái nghĩa của những từ đó, các em vẫn có thể làm được bài. Tại vì Miss cho thêm từ để chúng ta học thêm thôi. Very good. Now, about this one. Do it with me. Complete the sentence with ing. I'll give you 1 minute. Okay, pick up your pencil. Go. Em nhớ là pause video lại nha. All right, now check your answer. Where, we have verb where here. He's wearing white boots. White boots. Do, verb do. Do at ing, doing. Remember, my sister is doing her homework. Nice. Eat at ing, eating or eating. She's eating her dinner. And number four, listen at ing, listening. Remember, listening, not listening. Don't say listening. Remember, listening, listening. Yes. We're listening to music. We're listening to music. Easy, right? Very good. So, we finished the exercises in your workbook. Have you got any questions? If you do, please ask me. Okay? Nếu các em có câu hỏi nào đó, em có thắc mắc thì em cứ hỏi Miss nha. Nhớ nha.
Ok, và nhớ copy từ ở phía sau cái quyển sách student book của mình đó, nhớ không? Hồi học kỳ 1 mình đã làm rồi đó. Cứ mỗi từ mình copy cho Miss mấy lần đây? How many times? Three times. Cái từ nào mà nó dài quá thì mình là two times. Ok. And I like to go back to your student book. Let's talk about the phonics. It's easy. It's about magic E. À, các em nhớ magic E hôm bữa không? Nè. E. Ok, I'll make it bigger. You see? Magic E at the end. Magic E, magic E, magic E, magic E. And it changed the short vowel sound, into the long vowel sound. U, U. Nhớ không? Nó sẽ biến đổi cái nguyên âm ngắn này thành nguyên âm dài u. Ok, now listen, point and repeat. Here we go. Listening 110. Listen and point. Ooh. Ooh. June. June. Ooh. Ooh. Flute. Flute. Ooh. Ooh. Tube. Tube. Ooh. Ooh. Cube. Cube. Ooh. Ooh. Flute. 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 Ooh. Ooh. Cube. Cube. Ooh. Ooh. June. June. Ooh. Ooh. Tube. Tube. Listen and repeat. Ooh. Ooh. June. June. Repeat. Ooh. Flute. Ooh. Tube. Ooh. Cube. All right. It's easy. Now, the chant. Listen and chant. Circle. Circle the U sound. Ready? Pick up your pencil. Here we go. Listening 111. Listen and chant. This month is June, and it's my birthday. I have a fun cube. I can play all day. I have a new flute for my birthday and a poster in a tube. What a happy day! So, have you circled June, cube, flute, and tube? Right, well done. And this is really easy for you. You just circle the sound U. Yeah, we finished it. Mình làm rồi nè. And number four, listen and complete the word. Easy. Here we go. Ready? Your pencil? Anyone? Listening 112. Listen and complete the word. 1. Tube. 2. June. 3. Flute. 4. Cube. Nice. Easy. So you can do the exercises in your workbook too. Các em hãy làm thêm những cái bài tập này nè ở trong workbook nha. Rất là dễ mà làm chút xíu là xong mà. Okay. So I hope you can understand my lesson today. It's enough. So we should say goodbye and I will see you next time. Okay. See you later.